Hello mọi người, không biết là có ai xem không đây. Để mình chờ một lúc xem sao nha. À, hôm nay <laughs> có mấy thứ à, cũng hay ho. Hello Thân Gặp hoài ha Hello Bùi Đức Anh <laughs> Hello Bảo Nguyễn Rồi <laughs> Có một cái Có một cái câu hỏi Mà hồi hôm qua có một bạn hỏi mình Hello, Nguyễn Văn Quy à, à, hôm qua có một bạn hỏi mình một một cái câu hỏi mà làm mình giật mình phải <laughs> nói là một cái câu hỏi rất là hay ok chào Nhật Hoàng Đây. câu hỏi rất là hay à, bạn nó hỏi là tại sao mà cái mức cái mức âm lượng cái mức âm thanh á, á của giống như là cái mức âm thanh bình thường của mình á là nếu mà không decibel á nếu mà không nếu mà âm lượng mà là không decibel á có nghĩa là không có tiếng gì hết đúng không à, âm lượng không decibel tức là không có tiếng gì hết mà tại sao á những tại sao trong mấy cái phần mềm này xong trong mấy cái thiết bị á, của mình á, á nó lại là âm decibel à, không lẽ là không lẽ là 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 không decibel rồi còn âm decibel là làm sao kiểu vậy đó các <laughs> bạn nào biết không <laughs> cái câu này à, hay đó ok chào trí lê chào thanh hằng chào à, tiến nguyễn chào phong đạt lê tại sao mà à, cái mức âm lượng bình thường á nó là luôn là số dương đúng không bởi vì nếu mà không decibel á là sẽ không có gì hết à, là sẽ không nghe được cái gì hết mà tại sao ở trong phần mềm á à, ở trong các phần mềm mà mấy bạn làm á đó, mấy bạn lại thấy nó là âm decibel kỳ vậy tại sao vậy tại sao vậy ai biết Ok chào Tuấn. Hello em. Ai biết cái vụ này? <laughs> ok chào Hiếu. Ồ NT2A hả? Ok ok, ok được thôi. Ồ NT2A thì đây mà. Tại vì um... <laughs> Tại vì NT2A -a, thiệt luôn á, mình nói thiệt luôn tại mình so rồi. Không bằng đâu, thiệt, thực sự là không bằng đâu. Ừ, không cái này là mình mình nói thật luôn á. À, ok, vậy là Tuấn biết rồi nè. Mà không biết hả? Chút nữa rồi anh nói có 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 gì vậy? sai sót không nữa. Có gì vậy? Tuấn chỉnh cho anh nha. Rồi ờ, chào Tiến Nguyễn, chào anh Khanh Phạm. À <laughs> À, nói nói chung á nói chung á là cái um, cái mức âm lượng mà nó âm á ok chào gia đình nko à, chào khi boys <laughs> bây giờ để mình giải thích để mình giải thích như thế này nha à, nó nó không có gì nó 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 khó hiểu á nó không có gì nó nó quá khó đâu nè à, nói chung á là các bạn cứ hình dung á làm cái quá trình á mà để uh, phát nhạc để cho các bạn nghe được cái nhạc á, đó, nó là nó bao gồm hai hai phần đi ha, đó, một phần á là cái thiết bị phát, đó, giống như là máy tính nè, rồi à, à, máy phát nhạc nè, đầu đĩa nè, đó, à, vân vân điện thoại, đó. và cái phần còn lại á là từ âm ly, đó, là, tức là cái bao gồm cái công suất á đó, và loa, đúng không? thì à, mình sẽ chia nó làm hai phần, thì cái phần á mà thuộc về cái máy phát á À, là bản thân nó không có tiếng, bản thân nó không không có thể phát cho bạn nghe tiếng được, mà bạn đang nghe tiếng từ cái loa, à, tức là ở ở bên cái máy phát á, là hả, là nó không có tiếng gì bên đó chứ á, à, thì à, mình nhớ ngày xưa ngày xưa á, lúc mà trước khi mà mình làm phòng thu á, trước khi mình làm phòng thu là mình có đi à, về âm thanh, à, thì mặc định khi mà đánh đi đánh về âm thanh đó, là mấy cái power, đó, mấy cái công suất đó, là lúc nào cũng mở hết cỡ chứ, à, lúc nào cũng mở à, mở hết cỡ luôn, à, cắm loa sẵn gì đó, thì lúc mà mình chỉnh là mình chỉnh ở trên cái mixer, à, mình chỉnh ở trên cái fader, đó, thì khi mà mình để hết cỡ bằng không, tức là cái âm thanh ở trên loa đó là đang phát hết công suất, đó tức là hết cỡ luôn, thì khi mà mình kéo xuống, à, ví dụ mình kéo xuống trừ 25 db thì có nghĩa là cái âm thanh ở ngoài dàn loa là nó đang giảm xuống âm 25 dB. Đó, kiểu vậy đó. Hả? Nó, nó nó nó, nó dạng vậy đó, nó là vậy đó. Hả? Tức là cái số âm ở đây á nó không phải là âm lượng mà nó là mức suy hao à, nó gọi là cái độ suy hao âm lượng chứ nó không phải là mức âm lượng ha. <laughs> thì à thì nói chung là 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 cái 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 ý nghĩa của nó là vậy đó hôm qua hôm qua có một cái bạn tự nhiên hỏi câu đó là mình giật mình chứ đúng câu này rất là hay tại vì hả hầu hầu hết các bạn khi mà các bạn làm á thì hả các bạn sẽ không có để ý tới cái điều đó các bạn chỉ biết Ừ là là trừ trừ vậy thôi chứ mình sẽ không có hiểu rõ là tại sao lại là số âm đó <laughs> ok Uh, <laughs> chào Peter ở nhiều quá giờ mình không có chào hết được ha uh, với lại cái nữa hôm nay nói nói cho mấy bạn biết chút xíu về cái đó với lại thêm một cái nữa là uh, mình muốn uh, test thử cho mấy bạn coi thử luôn là cái vỏ của các micro á nó ảnh hưởng như thế nào đến cái chất lượng của cái micro nó ảnh hưởng như thế nào đến cái noise Đó à, ảnh hưởng đó nha cái vỏ thôi đó, à. À, cái vấn đề này thì à, thực sự là à, nó ảnh hưởng rất là ít, ít lắm, ừ. nhưng mà cảm nhận được, có thể cảm nhận được cái 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 sự ảnh hưởng đó, nếu như mà à, cái à, cái tiếng của mình thu á được qua một cái quá trình dài, vân vân vân, được qua một quá trình xử lý dài, à, và ra tới cái âm thanh độ cuối thì nó sẽ có một cái sự khác biệt nhất định, à, nó sẽ phân biệt được đó, thì hả à, các bạn thấy không ở đây đã có hai cây, à, mình cố tình mình để hai cây thì hả, à, cái cây này là cây để mình đang nói chuyện với bạn đó, còn cái cây này là cái cây để mình test cho mấy bạn à, coi thử, đó thì à, để mình chuyển cái màn hình qua nha, để mình chuyển cái màn hình qua, hiện tại là mình à, không có dám mở máy lạnh luôn á, không có dám mở máy lạnh lớn, mình để một nấc gió thôi, để cố định một nấc gió thôi, rồi, à, để cố định một nấc gió để cho gọi là cái noise phòng nó ổn định gì à, thôi để mình chuyển cái à, màn hình qua rồi ở đây là mình đang để à, thu sẵn này ha đây nó đây à, ở trên à, ở trên mixer là mình à, đang com gió chọc anh à? Rồi ok. Thì à mình đang để à, một cái mức com cũng khá là cao ở trên cái mixer á để cho nó 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 rõ cái noi à, đây bấm thu thử nè. À, ok. À, đây nè. Đó, đây là cái tín hiệu của nó đây. Com khá là nhiều. Để mình giảm bớt com xíu đi ha. Rồi, ok. Rồi. Rồi ok, thì mình là bấm thu luôn á. Và bây giờ mình sẽ im lặng chút ha. Bây giờ đây là cái body, cái vỏ của cái vỏ của của N87C luôn. Đó, đây là cái vỏ của N87C. Thì bây giờ mình sẽ chà, bể ha. Rồi ok. Con đi. Chớ đừng bị bể. Rồi, bỏ thu lại nè. rồi ok ha cái đó là cái noi của cái đó là cái noi của cái vỏ này rồi bây giờ mình sẽ đổi vỏ sẽ kiếm cái vỏ khác từ đây rồi cái vỏ đâu rồi Đây. Và đây là một cái vỏ bằng sắt. Đây bây giờ mình sẽ gắn cái vỏ bằng sắt vô nha. Không có cục 500, hồi nãy mình kiếm cục 500 kiếm hoài em thấy để cho mọi để thử 500 cho các bạn coi rồi à, ok không thấy cục 500 đây vỏ bằng sắt nha cũng phải gắn lên trên này luôn để cho nó cố định rồi à, ok bây giờ mình sẽ chuyển chuyển qua đây là cái vỏ sắt à, mình sẽ thu trên các này bút cái này lại đi ok mở lên nào Rồi, đây là cái vỏ bằng sắt ha. Cái thứ hai là cái vỏ bằng sắt. Và đây tiếp theo mình sẽ lấy ra. Mình thay tiếp một cái vỏ bằng atimon. Đây cái vỏ bằng sắt nha. Sắt. Rồi bây giờ thay tiếp cái vỏ atimon. Đây là cái vỏ atimon nó nhẹ hơn à, cái màu của Atimon nó hơi bị ố xíu Ây da dạ. Rồi mở lên nè Mở lên mút cái này lại luôn rồi ok đây Bây giờ mình sẽ so sánh thử nha. Bây giờ mình sẽ so sánh thử cho các bạn coi nha. À, đầu tiên á, là đây ở trên cùng á, là cái vỏ của N87C luôn nè. Đó là cái vỏ zin của mình nè. Rồi bây giờ mình mút hai cái dưới lên đi. Mình mút hai cái dưới đi ha. À, mình sẽ chỉnh cho nó cùng có mức hiển thị sóng là A15. Đây. Đây nữa. A15. Đây. Nhìn thì hả mấy bạn cũng thấy là nó có vẻ nó nó, nó khá tương đồng. À, cái chỗ này là cái tiếng ồn gì nè, tiếng ồn gì của ngoài nè. Rồi, như vậy thì mình sẽ lấy cái chỗ cái cái đoạn để mình xem nào. Có mình cần một cái đoạn nó tương đối nó ổn định. Đây, có lẽ là khúc này đi. Khúc đầu này đi. Khúc đầu này nó tương đối nó ổn định nè. Rồi. À, từ trên xuống dưới luôn ok không? Ok. Rồi mình lấy một đoạn ổn định thôi. Rồi. Cái này nó có một cái tiếng thở hay cái gì đó chui vô đây Không biết nữa Rồi ok Bây giờ mình sẽ đo thử nha Đây Mình sẽ mở cho các bạn nghe thử à, Hiện tại đang cộng 18 đó Nghe nữa nha cái tiếng gì đó ở trong đó sột soạt sột soạt gì đó rồi ok mút nó lại qua tới cái bằng sắt nè giờ mình sẽ à, reset lại ha rồi để thử coi đây đó đây là cái vỏ bằng sắt nha cái cái vỏ này là cái vỏ bằng sắt nha, à, cái thứ hai là vỏ vỏ bằng sắt nè và bây giờ là đến cái vỏ antimon đây vỏ antimon vỏ antimon để dưới nha, đây để đây mở lên thử rồi Rồi, ok. Rồi. Đây, cái cái lúc mà thu cái vỏ Atimon có vẻ là cái không gian nó nó yên nhất đó. Rồi ok, đây nè, cái đầu tiên này á là cái vỏ bằng cái vỏ của N87C nè. Là cái đầu tiên này nè, đây. Tiếp theo á là cái vỏ sắt. Cái vỏ sắt là cái này. Cục này. Đây là cái cục bằng sắt nè. Và cuối cùng bên này là cái Atimon. Đó thì rõ ràng hả là, là, là mấy bạn sẽ thấy là nó nó khác nhau nó khác nhau về cái mức noise đó. À, khi mà mình đổi cái vỏ đó là cái âm thanh nó sẽ khác nhau đó. rõ ràng nó 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 rất là rõ luôn á ví dụ như bây giờ mình mình sẽ xét từng khoảng một, một đi à, thì ngay cái vị trí này là cái vị trí khoảng 100 hạt nè 100 hạt của cái thằng vỏ Atimon nó nó bị ồn nè nó bị ồn hơn là cái vỏ zin nè và nó ồn hơn cả cái vỏ sắt nè à đây cái cái thằng vỏ sắt á thằng vỏ sắt nữa rồi từ từ để mình coi coi so qua cái khoảng 470 hạt 470 hạt là âm 50 db 470 hạt đây ừ, âm 50 db nó hơi 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 xuống chút xíu chỗ này nó hơi bị uh, xuống tí xíu ok rồi qua bên cái khúc mà khúc này là một một ca hạt khoảng 1k hạt đây một ca hạt nói chung là hai cái này nó cũng tương tương đối nó bằng nhau nhưng mà riêng cái riêng cái vỏ riêng cái vỏ sắt này cái chỗ này à đây là cái vỏ atimon chứ đây là vỏ atimon chứ vỏ atimon thì nó có một cái điểm gì to ngay chỗ này nên mình không biết nữa nè à, ok nhưng mà đó mấy bạn thấy rõ ràng là cái chất liệu của cái vỏ đó nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng đến cái đến cái chất lượng của cái tiếng ca vô đến cái chất lượng của cái âm thanh đầu vô rõ ràng là nó ảnh hưởng đó <laughs> OK chào Đăng Võ chào Trần Tới TV đó. chào Tuyến Nguyễn chào Tào Hữu Hiếu rồi <laughs> rồi OK À, thì đây đó thì à, qua một cái bài test nhỏ thôi thì rõ ràng là mấy bạn cũng thấy là cái mức noi á của khi mà mình sử dụng những cái cái vỏ khác nhau cái chất liệu vỏ đó nha mình nói đây là cái chất liệu làm vỏ đó chứ không phải là à, là cái thiết kế vỏ chưa nói tới cái thiết kế à, cái thiết kế nó sẽ ảnh hưởng nữa à, cái thiết kế thẳng á, nó sẽ khác còn thiết kế mà nó thuôn gì á, tiếng nó sẽ khác nữa à, chứ không phải là à, là đơn giản ừ. nói chung là về cái phần mà âm thanh á để mà mấy bạn nói chung là cái micro á mọi người cũng hiểu là cái micro nó nhạy tới cỡ nào đúng không nó cực kỳ nhạy với những cái rung động với những cái gọi là cái cái dao động không khí nó cực kỳ nhạy luôn thì hả chỉ cần một chút xíu gì đó thôi là các bạn nghe liền luôn á nhất là mấy bạn mà cầm ở trên tay á cầm cái micro ở trên tay mà hát á thì hả cái tay của mình nó hả nó lục cục lục, 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 lục cầm, cầm cầm lắc lắc gì nè là nghe nổi tiếng rồi đã nghe đổi tiếng rồi, thì đừng nói chi là hả đến ngã đến cả nguyên cái vỏ, cái vỏ đó nó có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái chất lượng âm thanh của cái micro. Đây rõ ràng ha, thì khi mà mình test thử qua nhiều cái loại vỏ đó, thì hả mình thấy là cái vỏ hiện tại mình đang sử dụng nè là nó có cái độ noi, nó có cái độ noi tương đối ổn nhất, nó có nó có cái noi gọi là các bạn nhìn cũng thấy nè, đó thì gọi là ổn nhất, <laughs> ổn nhất có thể, đó. mình cũng test qua nhiều bài test rồi, cho nên là mình mới chọn cái 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 cái, cái loại vỏ này, đó. cái bằng này bằng sắt thì phải, đúng không? À, đúng rồi bằng sắt, cái này bằng sắt nè, dưới là bằng sắt nè, cái bằng sắt thì hả, cái phần lô của nó bị ồn nè, nó ồn cái khúc mà 100 hạt nè, uhm. nó khá là ồn cái chỗ này, uhm. và cái khúc uh, mid nữa cái tiếng mid mid hai nè mid hai nó cũng khá là ồn à. gọi là nó bị cộng hưởng kiểu vậy đó nó, nó bị cộng hưởng cái tiếng á ừ. 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 ờ <laughs> trần tới tivi thực sự hả đâu có gì đâu À, cái bạn kia thì hả mình cũng đâu có, có 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 nói gì bạn đó đâu nói chung là mình cũng hả chẳng có có thiệt mình thấy bạn đó cũng bình thường thôi chứ không có vấn đề gì hết á à, thì con người mà à, lúc có có người này người kia hả à. à, nói chung là mình à, miễn bàn mình không có bàn về à, cái bạn đó à, mình sống như thế nào thì hả anh em nhìn anh em biết Ờ à. à, mỗi người có mỗi tính đúng không? À, thì hả tính mình thì đôi khi thì thẳng lắm, à, nhiều khi hả bóp chát vậy đó nhưng mà hả cuối cùng cũng không có gì hết trơn á, à, cuối cùng thì tình cảm vẫn tình cảm thôi. À, tính mình nó là vậy. À, cũng có nhiều bạn nói là hả, ừ, à, nói là mình chảnh, nói là mình kiêu ngạo, nhưng mà mình thấy mình kiêu ngạo thì sao? bởi vì rõ ràng mình đang ở trong một cái lĩnh vực mà mình có kiến thức và mình am hiểu về trong cái lĩnh vực này đó. thì thì tất nhiên là mình đang hướng dẫn lại mọi người những cái mà mình biết à, thì mình thấy cũng những cái mình nói cũng không phải cái gì là, cái gì là kiêu ngạo hay là một cái gì đó nó ghê gớ gớm hết trơn mình thấy bình thường đó. bởi vì mình làm vậy đó còn nếu mấy bạn nào mà cảm thấy không thích thì thôi mấy bạn cứ đi chỗ khác mấy bạn coi đó chứ hả mấy bạn coi kênh của mình làm gì mấy bạn theo dõi facebook mình làm gì đúng không đó. thì hả, bạn nào mà cảm thấy ừ uh, theo dõi cái kênh của mình mà có được cái giá trị gì đó thì ok quan anh bạn đó. À, và mình thì trước sau gì cũng như một thôi đó. À, như đó là nhiêu đó mà hả ok lúc nào mình rảnh mình trả lời được anh em cái gì đó mình cũng giúp thẳng hết chứ không có vấn đề gì hết đó. À. rồi ha <laughs> nói chung là ờ... à không lắp vỏ hả không lắp vỏ cái cái mic của mình á nếu mà thiếu vỏ đó là nó sẽ ù thiếu vỏ là nó ù bởi vì bởi vì nó cần vỏ để nó có cái phần mát thân à, nó nó rất cần vỏ cho nên là cái vỏ mới phải là làm bằng kim loại đó chứ à, chứ hả cái cái vỏ mà làm bằng nhựa hay là bất bất cứ một cái vật liệu gì đó mà không dẫn điện á là nó cũng sẽ bị thiếu mát thân luôn à, là nó cũng sẽ bị nhiễu tín hiệu liền à, cho nên là bắt buộc phải có một cái vỏ bằng kim loại ừ. lê vũ mấy em bị cái gì gì <laughs> cái xem lại trực tiếp là bị treo hả? thì, thì bị treo thì để tới lúc mà hả? nó hết treo rồi, rồi coi, còn không thì uh, coi lại chứ có gì đâu. Uh, Tiếng Nguyễn hỏi là theo anh có nên dùng đi noi cho vô không? Thực tế mà nói á, cái đi noi á nó không có giúp cho cái vô mấy bạn hết noi đâu. đừng có đừng đừng có bị uh, lầm tưởng giữa cái giữa cái đi noi tức là giữa cái cắt noi giữa cái giảm noi uh, và so với lại so với lại cái cái tín hiệu của bạn thu vô bởi vì à, rõ ràng là à, những cái plugin đó, đó thì thí dụ như đi đi nó cắt nếu mà nó cắt được ở trong các những cái tín hiệu mà bạn thu vô đó, đó nếu mà nó cắt đó, thì nó cũng chỉ trên một cái nguyên tắc duy nhất đó là nó cắt cái tần số à, nó sẽ sắn cái tần số sắn nhọn xuống đó. chỉ vậy thôi thì như vậy cũng đồng nghĩa với lại là bạn đã bị mất một số à, một số cái khúc à, giải tầng nữa, một số một số chỗ rồi đó, đó là bạn đã bị mất rồi đó đó. nó cắt thì mất cái đúng rồi. À, thì còn nếu như mà hả, những cái như noi ghép chẳng hạn, noi ghép thì hả, noi ghép thì bạn à, bình thường thí dụ bạn hát lên đi, à, bạn bạn nói đi, thì cái tiếng của nó sẽ chui vào đúng không? À, nhưng mà khi mà bạn ngưng, bạn không nói nữa, thì bắt đầu cái tiếng nó ngắt xuống, à, cái tiếng nó sẽ bị giảm, cái noi nó sẽ được giảm xuống rất là nhỏ, à, rất là êm tai đúng không? nhưng mà cái đó nó chỉ giảm khi mà khi mà bạn ngưng nói thôi, à, nó thấy cái mức tín hiệu mà dưới cái ngưỡng, dưới cái điểm sâu của nó đó đó à, thì nó bắt đầu nó nó hạ xuống cho bạn nó hạ cái noi môi trường xuống cho bạn còn lúc mà bạn nói á thì nó phát hiện ra ừ cái mức tín hiệu này trên cái ngưỡng uh, trên cái ngưỡng thế sâu của đó à, thì bắt đầu nó sẽ mở ra cho vô tất nhiên là khi mà nó đã mở cho vô rồi là nó sẽ mở hết luôn chứ nó đâu có nó đâu có cắt gì nữa à, những cái uh, noi ghét chẳng hạn thì nó sẽ không có giúp cho các bạn bớt được chút xíu noi nào ở trong cái tiếng cá trơn á á à, không có bớt được xíu nào đâu mà khi mà bạn ngưng lại à, nó sẽ giảm xuống cho bạn vậy thôi để cho dễ chịu thôi à chứ hả nói chung là một cái cách duy nhất á để mà giúp cho mấy bạn mà đỡ noi á à, gọi là giảm được cái noi khi mà mấy bạn thu á chỉ có một cách là mấy bạn phải có một cái phòng tốt thôi đó à. à, chỉ có một cách duy nhất đó là các bạn phải có một cái phòng cách âm tốt và hãy chống dội tốt à, rồi à, nói chung là cái cái điều kiện lúc mà thu á à, nó phải tốt nữa chẳng hạn như là à, trời mưa trời gió mầm đi thì nó cũng lọt vô mà đúng không à, nó lọt vô dữ lắm á tại vì mưa thì hả nó, nó trên máy tôn á à, máy tôn thì nó sẽ truyền cái âm vô trong cái vách tường á đi xuống à. ờ, vật vật chất cứng thì nó truyền âm xa lắm ừ. nó sẽ truyền trong vách tường đi xuống và nó chui vô trong nếu như mà phòng mà không có được làm hai vách á rồi xong nó được lót tùm lum tùm la vô thì hả tiếng nó lọt vô đó. đó cho nên là nó phụ thuộc vào nhiều cái <laughs> quan trọng nhất vẫn là à, cái độ êm của cái phòng và cái, cái 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 gọi là những cái uh, gọi là gì ta cơ sở hạ tầng à, phải tốt thì mới ổn được. Trần Tới nói gì anh hướng dẫn Miss nhạc đọc chữ giúp em với em bị khiếm thị anh đọc ký hiệu em không hiểu gì cả. <laughs> OK uh, anh hướng dẫn Miss nhạc đọc chữ giúp em với em bị khiếm thị anh đọc ký hiệu em không hiểu gì cả. Nãy giờ anh đọc ký hiệu hả? nãy giờ anh có đọc ký hiệu sao nếu mà em nghe ra ký hiệu uh, thì kể em <laughs> uh, nói chung là thì đó anh anh nói cái gì nãy giờ cũng đâu có gì đâu đúng không uh, mọi người uh, chắc mọi người nghe mọi người vẫn hiểu mà đúng không uh, uh, nếu mà cái gì không hiểu thì cứ cứ nói mình sẽ uh, giải thích uh, cặn kẽ cho mấy bạn không có gì hết trơn á không hiểu thì các bạn cứ hỏi Đó. Uh, sẽ không có ai mà nói mấy bạn là 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 uh, thiếu hiểu biết hay là ngu à, gì, gì gì đó nó thẳng là vậy đó không có ai không ai nói với bạn gì đâu mình mình nói thiệt luôn á mình mình hứa luôn á à. nhưng mà hả nếu như mấy bạn không biết mỗi bạn im 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 mà mấy bạn hả cứ hả ừ ừ ừ ầm ừ, ừ vậy đó rồi được gì không à, không cái đó mình nói thiệt á à, rồi cuối cùng được gì không cuối cùng thì bạn cũng đâu có biết đâu cuối cùng thì bạn cũng cũng vẫn không biết về cái vấn đề đó mà cũng không có ai biết là bạn không biết hết á à, thì thôi hả bạn cứ mở miệng ra bạn bạn hỏi một tiếng đi thì nó sẽ ok hơn đúng không đó à, với lại một cái nữa mình nói hả thí dụ như mà người ta nói mình một tiếng thì cũng có mất cái gì đâu à, người ta người ta chửi mình câu đi bạn có bị mất gì đâu bạn không có mất gì hết trơn á đó. À, không mất cộng lông của bạn nữa đó. À, nhưng mà hả cuối cùng bạn được gì bạn được kiến thức ồ đúng không có vấn đề đâu mình nói thiệt thí dụ ngày xưa ngày xưa hả mình nói thiệt với mấy bạn á mình đi học á cái lúc mà mình đi học á từ từ cái lúc mà mình đi học và xong mình ra trường nè là mình mê cái cái nghề phòng thu lắm mình nói thiệt lúc đó hả là mình thấy ai mà đi trước á mà có chút xíu gọi là kinh nghiệm này nọ kia đó mình khoái lắm mình cứ chạy đi theo hoài mình hỏi vậy đó người ta sai gì mình cũng làm à, mình nói thiệt luôn à, ừ sai phụ này phụ kia phụ nọ nó chạy việc vặt này nọ đó chỉ để gì để có được kiến thức chỉ vậy thôi à. À, người ta chỉ mình này chỉ mình kia đôi khi người ta mắng mình ừ, nhưng mà rõ ràng là người ta mắng những cái đúng ok mình phải lắng nghe thôi à, không thể nào mà mình cố chấp được những cái gì mà đúng đó, thì mình phải nghe à, chỉ thế thôi đối với mình là chỉ vậy thôi. đó à. <laughs> melody melody mình có làm nhiều bài lắm rồi đó bạn mình có làm nhiều bài ở trên uh, youtube đó. bạn chịu khó bạn tìm xíu à, ở trong, trong kênh mình luôn á uhm, mình có làm chắc phải mấy bài rồi đó à, lâu lâu mình cũng hay uh, livestream mình uh, <laughs> Melody gặp mấy cái ca khó mình cũng chia sẻ với bạn mà. À ở trong cái phòng thu việt.com á mình có đúng rồi mình có công khai một cái clip mà mình sửa sửa cái vocal luôn á mình sửa vocal bằng Melody đó. À, bạn có thể bạn truy cập vào cái phòng thu việt.com rồi cái khóa học á ở trong cái khóa học á ở trong đó luôn á mấy bạn vô mấy bạn coi free được. À, mình có mở ra một số cái video để cho các bạn tham khảo. mà Để mình xem nào đây mình sẽ gửi cái đường link cái cha cái chỗ này không thấy cái comment nằm đâu ta <laughs> cha... không thấy cái comment đâu hết à... giúp kinh nghiệm phần cứng hả phần cứng phần cứng không có gì đâu em ơi thiệt á nếu như mà em nếu như mà bản thân em đã hiểu về phần mềm rồi á em hiểu được cái quy luật của phần mềm em hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của phần mềm á thì khi mà em đã hiểu hết về phần mềm á thì em lên phần cứng á nó cũng tựa tựa vậy đó á à, thì bởi vì cái phần mềm á nó chỉ là một cái giả lập của phần cứng thôi á à, nó chỉ nó chỉ là vậy thôi nó không có gì ghê gớm đâu à, nhưng mà khi mà em lên phần cứng á thì nó sẽ có nhiều cái nó hơi rối rối hơn một chút á à, chẳng hạn như cái ngõ in ngõ ao là nhất là những cái bàn mixer mà đi ghi như vậy đó à, những cái bàn mixer số thì em có thể em tùy chỉnh được nhiều thứ lắm gọi là mình tùy biến tùm lum tùm la cho nó hết trơn á mà chính những cái đó nó nó sẽ giúp cho mình nó giúp cho mình gọi là linh động hơn nhưng mà chính nó lại khiến cho mình dễ rối hơn đó. thì nói chung á, là khi mà em muốn tìm hiểu đồ cứng á thì cái quan trọng đầu tiên á em cần tìm hiểu đó là cái mixer đó là cái mixer bởi vì khi em xài cái mixer cái âm thanh qua cái mixer ra cái thành phẩm anh hứa với em luôn là hả cái âm thanh nó khác một phần trăm một trời một vực đó còn nếu như em xài com cứng em xài river cứng nó không khác nhiều đâu anh nói thiệt luôn á anh hứa với em luôn á đó nhưng mà khi mà em cho lên mixer đi em không cần xài bất cứ một cái đồ cứng nào nữa hết. Em chỉ cần đưa lên mixer thôi. Đó, em cho từng track một lên từng track của mixer, từng cái channel của mixer. Đó, em trộn lại bằng mixer. À, reverb, vượt mềm luôn. Ao cái reverb đó ra một cặp à, input của cái cái một cặp channel của mixer luôn. Ok. Em trộn đi rồi em sẽ thấy được cái sự khác biệt của nó. Đó, em sẽ thấy cái sự đẳng cấp của cái âm thanh mà gọi là, là là, đồ cứng đồ cứng là mixer chứ không phải là đồ cứng là mấy cái reverb cứng mấy cái nọ kia đâu. Đó. không cái đó anh nói thiệt đó cái đó là anh, anh khuyên thật lòng luôn á mua một cái mixer cùi cũng được nữa à, cái mixer chừng nhà yamaha không một v cũng được ok à, hay là yamaha mà aw bốn bốn một đúng rồi đúng rồi bốn bốn một á aw bốn bốn một không hình như nó đó. đó. Ừ. cứ xài thử thì biết à đó cho lên nó khác hẳn hoàn toàn ừ. mà cái mixer đó là cũng chưa tới 10 triệu đâu ừ bạn đăng võ nói là sóc mau cũng ảnh hưởng đến âm thanh đúng rồi sóc mau cũng ảnh hưởng đến âm thanh luôn bởi vì khi mà cái micro á đây các bạn có hình dung nè nhìn cái vỏ này chán quá gì gỡ ra đi gắn vỏ mình vô chứ chờ chút nha vỏ thiếu ứng đây cái phần mà bắt cái phần mà bắt vô trong cái cái bát này á nó là kim loại đúng không đó, à, kim loại thì nó dẫn thẳng lên trên cái viên nang luôn đúng không là nó là một cái vật liệu cứng à, thì trước khi mà lên tới viên nang thì nó có qua một cái vật liệu mềm để để gọi là để cắt bớt cái phần rung động ra thôi chứ hả nó nó cũng vẫn cứng chứ không thể nào gọi là nó nó đàn hồi quá nhiều được đàn hồi quá nhiều thì tự nhiên cái viên nang trong đó nó, nó, lỏng bỏng lỏng bỏng như bơi trong nước thì đâu được đâu đúng không đây một cái bát giống như vậy đó những cái rung động á ở trong loa vân vân các thứ đó. khi mà mình mở nhạc lên á thì nó sẽ truyền theo cái chân nó sẽ truyền theo cái chân và nó à, nó chạy lên trên này cứng á những cái vật liệu cứng á thì nó truyền âm nó truyền âm đi xa lắm đó cho nên là như vậy đó. nếu mà xài gì vậy thôi thì nó sẽ bị noi đó nó sẽ bị những cái tiếng ồn từ vách tường nè từ cái bàn nè từ vân 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 các thứ nó nó sẽ truyền theo cái chân và nó đi thẳng vô viên nang luôn đó. Còn nếu như mà hả mình xài một cái sóc mau Đây, một cái sóc mau Xung quanh á Xung quanh nó có Ở trên có sợi dây thun, ở dưới cái sợi dây thun đúng không Là nó giảm chấn cho bạn rất là nhiều Nó giảm chấn rất là nhiều luôn đó Rồi khi những, những cái rung động á Những cái âm thanh mà rung động từ bàn Từ nọ kia đó, nó truyền ra cái chân đó, Vô tới cái phần viền đó, Vô tới cái phần khung của cái sóc mau này là hết rồi đó. Nó khó mà Nói chung là Nói chung là nó vô nhưng mà vô không biết nhiêu Chắc là không nhiêu đâu Cái đó mình chưa đo ừ. Chắc là cái này thì khó lắm ừ. sốc nào thì hả sốc mau thì, thì thì, thì thì nó sẽ giảm 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 cái tiếng ồn cho bạn nhiều lắm. À, cầm kiều ngân, ok, có anh em. À, không sao đâu kệ đi à, ai muốn nói xấu thì cứ nói thì hả mình có xấu đâu mình phải bận tâm đúng không anh không có bận tâm đâu thiệt luôn á anh anh không có bận tâm nhiều đâu nói chung là ừ thấy thấy gì thôi thôi cũng chẳng ảnh hưởng tới mình việc mình thì mình làm thôi chứ đâu có gì đâu rõ ràng là hả những cái bạn đó có lên tiếng đi chăng nữa thì thực sự mình thấy cảm thấy tội bởi vì không có ai ủng hộ bạn đó chứ á ờ, bạn đó đi đi đâu bạn đó lên tiếng chỗ nào cũng vậy chứ á ừ cũng bị người này người kia chập <laughs> vui <laughs> cũng tội nghiệp Ô, không sao đâu không sao đâu em ơi không sao đâu không vấn đề gì đâu ờ, anh không có bận tâm với cái đó đâu anh chỉ bận tâm tới cái cái là hả cái mà anh làm được cái gì rồi cái uh, chưa làm được có nhiều thứ lắm nhiều thứ cần phải lo lắm chứ không phải là hả có thời gian để mà lo vô những cái linh tinh đó đâu à, bạn trần tới tv hỏi là có miss thu âm mà không dây mic nha chứ không phải là mix nha mix của bạn viết à, m i x là mix đó là trộn đó mic thu âm mà không dây hả nói chung là không dây hay có dây gì hả bạn thu thì bạn cứ thu thôi à, ăn thua là cái chất lượng như thế nào thôi chứ cái vấn đề gì đâu thí à, dụ như bà bây giờ bây giờ cái cái micro của mình đi chẳng hạn ok bây giờ hả, mình gắn một cái uh, nguồn uh, nguồn rời rồi xong hả cho nó ra không dây cũng được nhưng mà vẫn phải câu cái nguồn rời bà gắn pin chẳng hạn đó được vẫn có thể làm được nhưng mà tất nhiên là cái có dây á, thì nó sẽ hay hơn cái không dây nhiều ok à. cảm ơn trần nguyên thống cảm ơn trần nguyên thống à... màu đen đẹp đúng không anh có thấy đẹp mà ấy cha, căng quá vậy <laughs> đang xài N87 hả? Vừa mua thêm N87C có được giảm giá 50% không hả? À, cũng có thể à, Bây giờ hả? À, tại vì sắp tới chắc anh tổ chức vài cái game show à, Vài cái game show Gọi là vài cái game mini á à, Để cho mấy bạn à, à, truy cập website à, Để tăng cái lưu lượng truy cập website à, Thì hả? À, em canh me đi Anh cũng hỏi những câu hỏi đơn giản không à <laughs> Đó phần 50% nhầm nhò gì, anh dự kiến là hả nếu mà hả ai mà thắng cái cuộc thi đó thì 80% luôn chứ 50% nói làm gì. Ok cầm Kiều Ngân. Cảm ơn em, cảm ơn em ủng hộ anh. Nói chung là anh biết là cũng có nhiều anh em xung quanh anh ủng hộ anh lắm, chứ không phải là không đâu, mình thực sự là mình rất là cảm ơn các bạn. Những cái lúc quá mà gặp những cái sự tác động ở bên ngoài vậy đó thì mình mới thấy được cái cái tấm lòng các bạn dành cho mình mình rất là vui luôn á thiệt mình vui lắm bởi vì vui cho nên là mình sẽ cố gắng mình làm cái gì đó <laughs> nói chung là không nói trước mình sẽ cố gắng rồi à, so sánh bạn Sơn Nguyễn nói là anh so sánh qua sao cạt Ronald Rubik. Trời ơi, không có chịu nổi USB về 1.5 đâu. Hề luôn. Ronald Rubik 4x4 không qua nổi cái USB về đâu. À, với lại phần nữa là 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 mà mình cũng đâu có cái cái Ronald Rubik 4x4 đó đâu. Mình không có ở đây. Đó à, là của bạn kia. Bạn kia là 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 bạn đó ở ngoài Bắc lận. Đó. À, Thi hả bạn đang xài cái cái sao cạc đó. Mình ở đây mình chỉ có mỗi cái USB về 1.5 thôi mà tại vì cái, cái 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 sao cạc đó đang đang chuẩn bị lên đường rồi gói hàng rồi để lại cho ông anh <laughs> anh lập chứng Khang. <laughs> ok cảm ơn cầm kiều ngân cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm á ok cảm ơn nguyễn vĩ chào nguyễn vĩ Mấy bạn yên tâm chắc chắn là hả mình sẽ phải cố gắng chứ không cố gắng thì sao được bây giờ à, giữa đi lên và rớt xuống thì mình phải chọn cái nào đây chắc chắn là mình phải đi lên rồi. bằng mọi giá mình phải đi lên thôi ok chào phong thái phương à usb về hả usb về á bây giờ á thì chỉ có cái bản usb 2 hai á là là nó bán thôi là hãng nó bán thôi à, mà không biết là hả có thể làm đại lý nó không nữa không biết nữa tại vì hả mình thấy nó bán trong nước mỹ không à À, à, với lại cái nữa cái giá của USB R2.0 á nó tới cả ngàn đô lận. Trời ơi, hai mươi mấy triệu cho một cái sao cạc mà chỉ có hình như là hai in hai out đó, đó trong một cái sao cạc như vậy. Rồi bao nhiêu người chịu mua cái đó? Khó lắm, thiệt luôn á, thiệt sự là khó luôn á. À, không lẽ bây giờ hả mua hàng trăm con về để đó thì tốn đóng tiền vô đó hả? Trời ơi, xỉu luôn. Không được đâu, không được đâu. À, mua ví dụ mua 10 cái đi à, 10 cái thì cũng bay hết mấy trăm triệu rồi đúng không à rồi xong 10 cái đó bán trong vòng bao lâu tại vì ha thực sự những cái món hàng mà nó mười mấy triệu trở lên á thực sự bán chậm lắm thiệt luôn không có được bao nhiêu người mua hết trơn á ok cảm ơn bạn hà nguyên hà nguyễn ha cảm ơn bạn hà nguyễn cảm ơn bạn nhiều ok đúng rồi đúng rồi thân đúng rồi nó nó bằng giá apollo 1.5 á cái 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 USB về 1.5 á nó đã ngưng sản xuất rồi À, cái đó những cái mà mua được bây giờ á, nó chỉ là hàng cũ thôi à, à macro xài lâu thì nó xuống cấp à, nó xuống linh kiện nào nhiều nhất và cách bảo quản như thế nào uhm. theo anh á thì uh, ở trong cái macro thì nó có uh, nhiều linh kiện đúng không uh, thường thường á, là nó xuống cấp um, anh nghĩ là nó cũng không có dễ xuống cấp lắm đâu đó. nếu mà có xuống cấp chăng nữa thì hả nó sẽ dễ bị khô những cái tụ hóa. Nó bị bị khô những cái tụ hóa, nhưng mà để khô được những cái tụ hóa đó thì cũng lâu lắm, lâu lắm chứ không phải hết đâu, lâu lắm. Đó. À, bị khô những cái tụ hóa thì mình chỉ việc mình thay những mấy cái tụ hóa thôi, còn ví dụ để lâu nữa thì có thể là nó bị nó bị mấy cái con JFET phép mấy cái con to á, to mà từ ở trên Việt Nam xuống thì thì cái lưu lượng mà 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 tín hiệu đi qua nó là nhiều á, nhiều nhất. Ừ. nặng nhất nói chung là nói chung là cái kiến thức về điện tử của mình á nó có giới hạn đó mình chỉ hiểu sơ sơ thôi chứ mình không có hiểu sâu mình có một người em bạn đó là ba đời làm về chuyên về điện tử đó, thì hả hầu như là mọi thứ là mình đều học từ bạn đó nhiều lắm đó, các thứ vân 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 cái thứ là hả bạn đó gọi là cố vấn cho mình về mạch điện, về linh kiện, về đủ thứ trơn á. Tại vì hả dịch quá chứ hả không làm. Tại vì có đứa em ở bên đài nó kêu nó xuống làm một cái phỏng vấn nhỏ để cho mình mình giới thiệu sản phẩm mới với lại hay giới thiệu công ty á. thì dịch quá cho nên là không quay được. Đó. phải để đỡ đỡ ra rồi xong hả mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái xưởng điện tử bên đó. ok lắm. À, thường thí à, dụ như mình thấy những cái bạn mà à, mê kỹ thuật á, mình lên lời mình mê kỹ thuật nè, à, à, mình cực kỳ mê kỹ thuật luôn. Mà những bạn nào mà mê kỹ thuật thì à, mà mê hát nữa, à, mà biết về kỹ thuật điện cái thứ á, à, có lý lắm á, nhiều cái để 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 ra lắm, nhiều cái ý tưởng lắm á, nó có thể là liên hệ với lại à, thằng em mình bên đó. bị ẩm hả? Tân Lê viết. Tân Lê viết mic oh. B420 bị ẩm. À, sao em biết bị ẩm? Mình sao sao mà 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 em biết là nó bị ẩm? Tức là à, dựa vô cái dấu hiệu gì mà em biết là nó bị ẩm á? À, thí dụ như mà à, em sấy lên á à, và bắt đầu à, nó hoạt động bình thường, à, em sấy lên hoạt động bình thường rồi xong cái à, một lúc sau à, nó lại bị à, rột rạc hay là nó bị à, bị giảm tín hiệu? À, nếu như nếu như mà bị cái vấn đề đó, đó thì nó bị ẩm đó thì cái đó là nó bị ẩm và cái trường hợp đó nó kiểu như là nó nó bị cái viên nang á cái đó là bị viên nang á thì cái viên nang thực sự là nó khó sửa giả mang lắm à, cái viên nang của nó mấy bạn mấy bạn tưởng tượng đi cái viên nang á mà thí dụ cái khoảng cách giữa cái màn á với lại cái 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 lõi ở trong á à, nó là nó chinh nhau từng không chấm không 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 đó ba số 0 lần à, mm đó, lệch một tí xíu thôi là nó đổi tiếng liền, Đó. chứ không phải đơn giản đâu. thực sự luôn, việt nam mình để mà sản xuất được cái viên nang á, chắc còn lâu lắm, thiệt. Đó, bởi vì hả, cái chất lượng, cái chất lượng đồng đồng thau á, đồng của mình á, không có đủ, không có đủ chất lượng để mà sản xuất. Đó. ngay cả trung quốc đây làm ra viên nang còn không chịu nổi những cái nước chẳng hạn như đức nè, nhật nè, những cái nước mà mà gọi là họ có cái nền công nghiệp, họ có một cái nền công nghiệp cơ bản á, cái nền công nghiệp cơ bản của họ phát triển mạnh À, cái ngành luyện kim của họ phát triển mạnh, à, họ cho ra được những cái kim loại nó có được cái chất lượng cực kỳ tốt, à, họ mới lấy cái đó họ làm ra những cái à, thiết bị mà gọi là nó có cái độ chính xác cao đến cái mức gì đó. giống như cái viên nang là một trong những cái cái cái, cái loại mà um, thiết bị mà mà có cái độ chính xác cực kỳ cao và nó phụ thuộc vào cái chất lượng luyện kim nhiều lắm. Việt Nam sản xuất viên nang khó lắm. Nếu như mà cái trường hợp của cái micro của em á mà bị viên nang vậy rồi thì à, thực sự chắc sửa không nổi đâu à, nếu mà sửa được cái chăng nữa thì nó cũng à, cũng nó cũng hả cà giật cà tan à chứ hả à, nó không có xài được ngon đâu cái đó là sự thật à. khi mà khi mà các bạn sử dụng á khi mà các bạn sử dụng cái cái macro mà nói chung là cái micro condenser á hoàng thu á thì hả à, làm ơn đừng có phun phun vô trong cái 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 cái, cái viên nang của nó bởi vì cái nước bọt của mình á nó chứa nhiều vi khuẩn linh tinh lắm nấm mốc các thứ đó. đó, khi mà các bạn phun vô trong đó uh, gặp cái điều kiện ẩm tốt độ ẩm tốt nọ okay. kia đó nó, cái nó bắt đầu nó chỉ cần một chút xíu thôi nấm mốc mà nó phát triển lên cho đó thôi là xong rồi dục luôn rồi đó, đó. nó sẽ làm dính cái 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 cái, cái màn viên ngang với lại cái lõi lại là xong đó là bỏ luôn <laughs> à mít nó không mất tiếng hẳn luôn chỉ là bé tiếng đi thôi hả thì thoảng em phải sấy đúng rồi. Sấy là nó đó. AN87C à, còn chứ, N87C khuyến mãi tới ngày 8 tháng 8 lận. Tức là mấy bạn còn cả chục ngày nữa lận, hơn chục ngày nữa lận. Ngày 8 tháng 8. À, ngày 8 tháng 8 mấy bạn mua ngày 8 tháng 8 đúng không? Là mấy bạn về là cái cái hạn mà để mấy bạn gửi cái video mà đánh giá đó là tới ngày 18 lận, 18 tháng 8 lận. Đó. nhưng mà bạn nào mà mua micro à, sau ngày 8 à, tức là từ ngày 9 trở đi á, thì sẽ không có được à, nhận khuyến mãi nữa à, tức là tới ngày 8 là hết ha à, ok chào chu ân à. À, bạn trần tới uh, official à, trần tới official bạn hỏi là nói sơ qua về cái hãng mic hả uh, tata, tata là một trong những cái hãng mic lớn khá là lớn đó của trung quốc thì mình thực sự mình không có hiểu nhiều, mình không có hiểu nhiều về hãng đó, mình không có nắm nhiều về hãng đó, nhưng mà theo như mình, mình thấy là họ sản xuất, họ gia công, theo như mình được biết là họ họ gia công nhiều nơi lắm, những cái thiết bị vân 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 các thứ của họ, ok lắm, nói chung là một trong những cái hàng Trung Quốc mà có chất lượng đó là Tata và nhiều lắm. ISK uh, nữa, mình cũng thấy ISK đợt rồi mình có mua một cái headphone của ISK chất lượng cũng OK. Đó. <laughs> Vũ Anh Nguyệt, lúc này lợn thủ nó gì? Ôi, có vấn đề gì đâu. Uh, cuộc sống mà. Lúc này lúc kia, chuyện bình thường, có người này người kia. Vấn đề gì đâu mình thì hả mình chẳng làm gì sai á à, mình uh, trước giờ có gì mà nói đó à, cái gì mình biết mình nói cái gì mình không biết mình nói mình không biết á à, chứ mình hả không có bao giờ mà mình uh, làm cái gì mà tầm bậy tầm bạ cho nên mình, mình tại sao mình phải sợ đúng không à, tại sao mình phải để ý tới những cái linh tinh vậy không mình không có mình không bận tâm đâu thiệt luôn á <laughs> ok chào à, trường con ừ huỳnh hoa thiêm khóc à mình có con usb frame mình mở tháo máy xem bên trong như thế nào các bạn quan tâm thì à có hả có luôn hả ok à chà, chắc chút nữa mình cũng phải mở rồi mình coi quá <laughs> à, Tuấn Hùng Tuấn Hùng uh, tắc ta đời đầu à, sau này không ăn thua hả thì tại vì uh, mình không có theo dõi mấy cái hãng đó sát sao cho nên là <laughs> cho nên là mình uh, mình mình uh chỉ nắm vậy thôi. Mà đại khái là à, mình thấy có nhiều hãng Trung Quốc à, chẳng hạn như là Tata nè, ISK nè, rồi à, à, Samsung nè, rồi à, nhiều nhiều lắm. À gì trong gì đó à, à, nói chung là các nhà sản xuất á họ cũng với cái phương châm là họ muốn mang lại những cái sản phẩm gọi là tối ưu nhất trong cái mức giá cho khách hàng hả à, Nhà sản xuất nào cũng vậy hết trơn á. Đó, trong cái mức giá đó họ luôn luôn muốn mang đến một cái giá trị sản phẩm nó à, tối ưu nhất đó, chỉ vậy thôi ừ, những cái nhà sản xuất mà gọi là um, có cái à, kiến thức về chuyên môn rồi xong có kiến thức về sản xuất có kiến thức về nhiều cái nhiều thứ á họ có thể họ kiểm soát được cái cái, cái quy trình sản xuất tốt á thì hả họ sẽ có những cái cái, cái sản phẩm chất lượng cao đó, thì họ thắng thôi đơn giản vậy thôi ừ. có à, có nhiều hãng, đâu nhất thiết là họ phải sản xuất, nhưng mà họ biết sử dụng những cái nơi gọi là sản xuất giỏi, những cái mặt hàng, những cái gọi là những cái cái cái, cái nơi gia công á, à, những cái nơi giỏi nhất, à, họ tổng hợp lại. chẳng hạn như Xiaomi chẳng hạn đó, Xiaomi thì hả có biết bao nhiêu công ty con, những cái công ty con nó sản xuất, tùm lum la hết, đều mang một cái nhãn hiệu Xiaomi. OK, nói chung. Là nói chung là mình không có quan tâm đến các bạn đó lắm đâu thiệt luôn à, mình chỉ quan tâm đến cái việc mình đang làm là cái gì thôi tại vì hả mình mình còn phải lo cho mấy anh em trong công ty đó, mùa dịch mùa nói chung là hả hàng hóa mà bán khó là mình đã là một cái một cái gánh nặng rồi một cái lo trong đầu mình rồi mình lúc nào mình cũng hả suy nghĩ ừ, phải làm sao để mà có thể bán chạy hàng rồi có thể là có cách nào để giúp cho anh em có thể có được cái nguồn thu nhập khác hay không nhiều thứ lắm không còn thời gian đâu để mà nghĩ vô mấy cái tàu lao thiệt không có thời gian để mà nghĩ mấy cái tàu lao cha, ừ. cũng mong là 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 trần nguyên thắng ở à, trần nguyên thống ừ. cũng mong là không sao <laughs> <laughs> tại vì uh, mùa dịch này thì hả uh, mấy anh em trong công ty đã bám với mình đã đi với mình một cái chặng đường rồi đúng không? bây giờ uh, phải làm sao để duy trì được cuộc sống cho anh em phải duy trì được cái nguồn thu nhập cho mọi người đó thí dụ như mình bản thân mình uh, là mình uh, lo cho anh em thì bản thân mình thí dụ mình là sếp uh, cái cương vị mình là sếp thì bây giờ uh, sếp đói không sao chứ hả uh, không có được để cho 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 uh, nhân viên đói nhưng viên đói là banh đó là toan đó <laughs> tóc anh đẹp mà inbox riêng đi ok anh chỉ cho bí kíp thuốc dữ lắm đó <laughs> Ok. À à ok ok. À, cái cái khóa học, cái khóa học hả khóa học của mình thì đó, mấy bạn vô trong cái phòng thu việt com á, á. với lại micro cũng vô đó luôn. Thì à, bây giờ nếu mà mua micro á thì được tặng khóa học đó, chắc chắn rồi, được tặng khóa học với lại cái một um, cái bộ uh, cài đặt tự động, á, phần mềm hát livestream với lại um, có project sẵn trong đó luôn. Đó, project dành riêng cho N87 với lại N87C. Ừ ồ oh, vũ anh nguyễn thay bóng ram hả bóng gì mới được bóng ram thì nó cũng dễ dễ thay lắm chứ không khó đâu à, bạn mở ra bạn vì cái bóng lên nắm nắm bóng đó diệt lên kiệt à, lên à, bạn coi coi cái số hiệu của cái bóng á cái số hiệu của cái bóng là gì à, chẳng hạn như 12 hai a mười gì đó gì gì, gì đó À, giống như của thằng uh, uh, Avalon đó, đó thì uh, nó có cái con số trên đó đó, đó rồi xong lên Google search thử coi, à, coi coi uh, hả ở, uh, ở uh, gần đây ở uh, trong Việt Nam mình có uh, chỗ nào bán hay không, à, rồi hả uh, bạn liên lạc, bạn uh, mua về lấy cái bóng cắm vô thôi, uh. đúng cái mã hiệu của nó là hả, uh, là về là gắm vô cái kịch cái là dính liền à, là xong mà. Uh. À, nhưng mà đúng mã hiệu nhưng mà khác hãng thì cái tiếng nó ra sẽ khác đó nha à, tại vì đồ bóng đèn thì hả nó nhiều lắm nhiều lắm luôn ừ. <laughs> nếu mà kiếm được đồ zin thì cái tiếng nó sẽ như zin còn nếu mà của cái hãng khác thì tiếng nó sẽ khác đi chút ừ. trời ơi võ hồng tài hát không nổi đâu em ơi thiệt nói thiệt luôn á thiệt à, hả hồi à, hồi đó hồi à, trẻ trâu thì hả còn sức hát này nọ kia hát like rồi ầm ầm không sao còn bây giờ hát thì nó hên xui lắm thiệt luôn á bây giờ hả hát thì hả lúc lúc thì ngon lành lúc thì hát, hát phô lên phô xuống nó phụ thuộc vô cái um, phụ thuộc cái sức khỏe mình nhiều lắm đó. Um, hàng sao cạc xox trung quốc ok về hát like cái đó mình không biết nữa thiệt luôn à, nhưng mà mình nghĩ nếu như mà cái hãng đó họ làm chuyên về hát like thì chắc là hát like ok <laughs> nói chung là cái nào á thì nó cũng là audio interface nó cũng là một cái bộ phận dùng để gọi là là bộ phận trung gian á để nó chuyển đổi tín hiệu giữa cái tín hiệu analog từ trong cái micro nó chuyển đổi tín hiệu sang digital để cho máy tính nó hiểu á đó thì cái nào nó cũng làm có một cái nhiệm vụ đó thôi và hả là nó sẽ chuyển đổi tín hiệu từ trong máy tính nó chuyển đổi ra thành analog lại để cho mấy bạn nghe cho tôi nghe với lại loa À, thì bất cứ cái nào thì nó cũng trên một nguyên tắc thôi tất nhiên là cái đồ xịn á thì nó sẽ xịn vậy cái đó à, còn đồ giỏm thì tất nhiên nó sẽ giỏm tất nhiên là cái đồ nào mà nó mắc tiền hơn cái đồ những cái đồ mà chất lượng hơn những cái đồ mà sản xuất cho phòng thu á thì tất nhiên là nó sẽ hay hơn rồi đó. <laughs> mềm giọng hả ngọc cường hỏi là mềm giọng thì xài gì cha mềm giọng thì xài gì À, chắc ngâm nước cho nó mềm <laughs> mềm giọng hả bây giờ tại vì thật, thực sự luôn á mình nói thế này nè tại mình làm nghề lâu năm rồi mình mệt với lại mấy cái mấy cái khái niệm này lắm thiệt luôn mềm là sao là sao mới gọi là mềm rồi cứng là sao giọng mà cứng là giọng làm sao rồi giọng mà mềm là giọng làm sao thí dụ giọng mấy cái bạn nữ hát có mềm không rồi giọng gì không lẽ mà giọng mấy bạn nam hát là cứng hết đúng không? nói chung là giữa những cái những cái khái niệm đó nó, nó nó khá là mơ hồ, à mềm giọng rồi cứng giọng rồi chẳng hạn như là uh, uh, chẳng hạn như như uh, uh, cái giọng nghe dày cái giọng nghe mỏng đó à, tại cái dày nó là dày như thế nào mà cái mỏng nó là mỏng như thế nào à, nó nhiều lắm <laughs> <laughs> ok mày mày mang máy tính đi ngâm nước đi thử rồi sao hùng à, Hiếp hỏi là à, mút trứng gà có nên dán kính phòng hay không mút trứng gà có nên dán kính phòng hay không hả phòng nào mới được Thí à, dụ như mà cái cabin thu á thì à, nó sẽ phụ thuộc vô cái ý cái ý của của mình đúng không à, nếu như mà bạn muốn mà cái cái phòng của mình nó có một cái chút vang á cái tiếng ca khi thu mà thu vô á nó không có bị bí á À, thì hả bạn để mặt phẳng nhiều chút à, bạn chẳng hạn như là thay vì bạn làm cái ổ gà mút ổ gà đúng không hay là kim tự tháp đúng không thì hả, bạn có thể bạn dán nỉ đó à, bạn dán nỉ lên thì hả nó sẽ có được cái 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 độ vang thêm hơn là cái cái mút ổ gà tí xíu đó à. rồi hả chưa kể là ở trên trần rồi trắng góc nữa vân vân các thứ rồi các bạn để cái micro ở đâu nữa đó à, nó nó sẽ liên quan nhiều thứ lắm đó à. à, nói chung là cái đó là ăn thua cho mình còn cái phòng mà bạn mix á thì nếu như mà bạn mà chơi hết xung quanh luôn á là ổ gà với lại kim tự tháp mà bạn dán kính bưng hết luôn á thì hả, mix á nó sẽ hơi ngợp đó à, mấy bạn nghe loa nó sẽ hơi hơi khó chịu xíu đó à, nhưng bạn thua là mấy bạn quen hay không à, à nếu mà quen á, thì ok à, nếu mà quen làm ra sản phẩm khán giả ok chấp nhận bài hit âm ở cứ thế mà làm vấn đề gì cả đó là do cái thói quen của mình đó chứ không phải là hả, do thiết bị hay là do cơ sở vật chất không nó do con người nhiều lắm À, mọi thứ đều cho con người bản thân mình hả từ xưa từ xưa tới giờ từ lúc mà mình bắt bắt đầu mình làm nghề tới giờ luôn mình nói thiệt luôn á mình chưa bao giờ mình lăng tăng về cái chuyện mà ừ xài cái này xài cái kia xài cái nọ ở ừ, ví dụ mình có cái nằm xài đó uh, uh, ví dụ như cái món đồ đó ừ uh, mình cảm thấy là nó trong tầm giá mình uh, mua được giá hả uh, uh, cái đường in out của nó nó phù hợp với lại cái uh, công việc của mình làm ok mua 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 thì về xài thì cái nào nó cũng có giá của nó mà À, mỗi hãng nó sẽ có một cái chất âm riêng, mỗi hãng sẽ có một cái đặc tính riêng, không có cái hãng nào mà dở chứ, đó. À, thì mình cứ xài thôi, à, mình xài đi, xài rồi xong cái vụ không thích thì đổi, à, bù thêm chút tiền nữa đổi, ok. vấn đề gì đâu. À, mình trải nghiệm nhiều đồ để anh chị để mình biết được cái món đồ nào nó phù hợp với mình với mình nhất, tại vì có những cái món đồ nó phù hợp với mình, nhưng nó sẽ không phù hợp với bạn. đó, nó là như vậy đó. thì à, bạn sẽ phải trải nghiệm qua nhiều thứ rồi thì bạn cuối cùng bạn thấy cái nào nó phù hợp nhất với mình. Ok, bạn chọn cái hãng đó và bạn mua đồ của hãng đó vậy thôi. Ừ. À, bạn định nhiên hỏi là gì? Có cách nào khắc phục khi uh, sơ ý melody gì để dưới cuối. Ờ à, ờ à, có chứ. Làm lại. Dễ mà. Thì hả à, làm lại thôi. Có gì đâu. <laughs> Còn nếu như mà hả em cảm thấy em chấp nhận được với cái uh, chất lượng đó, ok thì em cứ xài cứ để như vậy. Ăn ăn thua là em kìa chứ bây giờ hả em hỏi anh cũng như không hả ăn thua là em á chứ không phải là anh anh không có quyết định giùm cho em được á à, cái đó là cái việc của em là cái nhất cái thứ hai nữa là nó liên quan tới em chứ nó không liên quan tới anh đó à, thì hả anh chỉ biết cái gì nói cái đó thôi à, nếu mà là anh á thì anh sẽ bỏ làm lại đó à, đơn giản là thôi <laughs> còn cái quyết định như thế nào là quyết định của em ừ. chứ hả tự nhiên giờ hả bắt bắt anh góp ý cho em về cái đó thì anh cũng không biết góp ý làm sao hết trơn á về cơ bản thì hả mình mình biết gì mình nói đó kinh nghiệm của mình tới đâu mình nói tới đó mình chia sẻ với bạn thôi bởi vì mình hiểu cái nghề này á nhiều người giấu nghề lắm khi mà đi hỏi cái này hỏi cái kia đôi khi hả họ không chỉ mà họ còn chỉ tùm lum tùm la cho mình bị tẩu mình bị tẩu quả nhập ma đó À, thì hả à, nói chung là mình hiểu cái cảm giác đó à, cho nên là mình mới <laughs> cho nên là mình mới à, chia sẻ với mấy bạn những cái mà mình mình đã trải qua bởi vì hả à, ngày xưa ngày xưa mình nói thiệt à, là mình cũng như mấy bạn vậy thôi à, mình cũng chỉ là à, đam mê rồi mình à, thích mình theo vậy thôi à, chỉ có một chút vốn liếng gọi là học được, à, học được à, 7 năm violon lông à, ngày xưa mình sẽ học được 7 năm violon trường làng hồi nhỏ đó đó rồi xong đó như đó vốn là bắt đầu vào nghề thôi đó rồi tất cả mọi thứ mình đều phải tự học hết tất cả mọi thứ mình đều phải <laughs> tự mình tìm hiểu tự mình đủ thứ phải nói là cả một quá trình chứ không phải đơn giản đâu ừ. ngày xưa ngày xưa mình tốt nghiệp hóa thực phẩm chứ không phải là chứ không phải là, là, là học và nhạc đâu đó. ok cảm ơn lê vũ à, yên tâm mình sẽ giữ tinh thần được mà không vấn đề đâu có cái tinh thần không mà không biết giữ rồi thôi à. oh group group track hả group track oh group track bản thân bản thân cái track vocal dương hùng sơn nè à. bản thân cái track tiếng ca đó khi mà thu á nó là mono cái nào mono thì bạn phải để nó mono đó, à, để cái chế độ track là mono và các cái plugin á thì à, nó cũng sẽ theo cái chế độ của cái track bạn luôn à và nó cũng sẽ phải mono. Còn khi mà bạn đã gom những nhiều cái track vocal ra một cái group á, ra một cái bus group á, đó để nhóm nó lại á, thì cái cái bus nó bắt buộc phải là CT. Đó. Bởi vì hả các cái track vocal đó đâu nhất thiết là bạn phải để chung chỗ. Trời ơi, bạn để chung chỗ hả là nguyên đám à, nguyên một đống tiếng ca nó dồn cục vô cái vị trí center. Trời ơi, cái gì đâu mà nhiều người chồng chuối lên nhau hát quá vậy không có được. Cho nó chảy ra nghe nó mới hay. Ha. À... À, anh em cứ thử <cười> <cười> ok đó thì thì đó anh anh, anh nói gì đó cái uh, cái plugin ct hay là mono á thì khi mà mà em group nó lại là khác à, còn nếu như mà bản thân của cái của cái track á của track tiếng ca nó luôn luôn là mono à, ngay cả trong ví dụ như mà uh, em mix uh, multi track chẳng hạn à, thì những cái track mà ví dụ như cái track guitar đi track guitar thùng Trắc ghi ta thùng á để micro thu á, thì khi mà mình thu vô thì nó sẽ là mono á, và nếu như mà bạn để 20 mi á bạn để 20 bạn thu á thì nó sẽ là CT đúng không nó sẽ giả lập được cái không gian á, ví dụ cây trên cây dưới á, thì bây giờ mình sẽ phải ban ra tất nhiên là mỗi chắc mình cũng đều phải để mono hết và mình ban ra thôi á, nói chung là cái đó là là bản thân cái chắc nó là như thế nào thì mình phải để nguyên vậy vốn dĩ nó như thế nào thì cứ để nguyên vậy là ok À, lâm ngô hỏi là khi hệ thống điện mình không nối đất thì ảnh hưởng nhiễu noise ha à, không 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 ảnh hưởng gì đâu à, nếu mà hệ thống điện của bạn á mà có nối đất á thì bạn đụng vô bạn không giật mình vậy thôi à, còn nếu như mà không nối đất á thì bản thân bản thân những cái thiết bị á, mà nhà sản xuất họ đã sản xuất ra rồi á thì cái phần vỏ đó á, nó đã đủ nó đã đủ gọi là là là, là, là lấy mát rồi à, lấy mát thân. á nó đã đủ rồi chứ không phải là, là mình bị nhiễu đâu đừng lo nha không vấn đề gì đâu cứ xài thôi đó không vấn đề gì hết à, à, không nói đất đúng không đôi khi tôi rất sạch nhưng mà đôi khi nó bị sôi bị sôi thì có thể mình sẽ coi lại thứ nhất là nguồn điện à, cái cái nguồn điện nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm nha cái nguồn điện thí dụ như mà điện yếu à, những cái thiết bị mà nó không đủ điện để nó hoạt động giống như bạn tưởng tượng đi thiết bị thì nó nó ăn gì nó ăn điện chứ ăn gì đúng không à, thì bất cứ con gì cũng phải cần ăn mà đúng không mình cũng cần ăn cơm mà đúng không thí à, dụ như bây giờ hả nó đang chạy nó đang ăn điện Ờ, ăn điện ngon quá ngon quá ngon quá cái tự nhiên hả bớt lại của nó 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 ăn không đủ sao nó làm việc đúng không nó đói sợ làm việc thí à, dụ vậy à, thì hả quan trọng nhất là bạn phải coi coi cái hệ thống của mình á là tính toán cái công suất của tổng cái hệ thống á và đã có cái cái ổn áp á phù hợp hay chưa cái ổn áp quan trọng lắm à, phải có một cái ổn áp nó phù hợp với lại nguyên cái hệ thống của mình đó à, và hả cái dòng cái ổn áp đó nó sẽ đảm bảo được là cái dòng điện nó nó ổn định cho quy một cái hệ thống để mình chạy à, chứ hả nếu mà không có ổn áp là nguy lắm à. ok à, đây khóa học đúng không đây 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 ok ok à. rồi à, để mình uh, vô trang web nè <laughs> à, về cơ bản thì khi mà các bạn học cái khóa học á của mình á cái quan trọng nhất á đó, đó là các bạn sẽ phải nắm được những cái kiến thức nền đó, những cái kiến thức cốt lõi những cái gọi là nguyên tắc á đây những cái gọi về là nguyên tắc đó quý khánh phám gì quý phạm khánh ok <laughs> bị liệu quý phạm khánh à, cái trắc mono cái trắc tiếng ca nó là mono thì bạn để mono còn lại những cái khác á, nó không phải là mono thì bạn phải để nó ct đơn giản thôi à. đây à, đâu rồi nè đây là cái chương trình đây là cái chương trình của cái khóa học của mình đây, mình sẽ cho các bạn xem đầu tiên là các bạn sẽ có một cái đống uh, plugin đồ chơi nằm trong này hết ha. Đó, bạn vào với bạn tải Đó. tải để uh, để bắt đầu làm theo những cái ở dưới này. Đó. bởi vì uh, từ trước tới giờ mình chưa thấy một cái phần mềm một cái đo nào mà nó có thể nó có thể nó xử lý được chi tiết tới từng bước sóng thực sự luôn để được gọi là xử lý được chi tiết từng bước sóng một á. giống như cái mấy cái trò này Uh, đâu rồi từ từ mấy bạn lên kênh á lên kênh youtube mình đó hả mấy bạn thấy à, à có mấy cái mà mình uh, nói chữ đó không biết trong này có không hình à, như bên này nè đúng rồi nè sửa lỗi nè hát sai nè để mình mở cho các bạn coi ok chà mạng, mạng yếu ha tại vì đang đang livestream á cho nên là mạng yếu chạy không nổi luôn rồi ok khá là lát chắc chạy không nổi quá bởi vì uh... Ồ, oh, chạy không nổi, ok. bởi vì hàm chỉ có, à đây, cái này chạy nổi nè. chỉ có cái uh, Sona mới làm được những cái trò này thôi. À, ghép sóng các thứ. chào tất cả các bạn. hôm nay cho cái phong uh, có gửi cho mình một cái bài để mình mix. À, tại vì uh, vừa rồi thì mình uh, cũng hơi bận cho nên là không có thu được, uhm, không có người kiểm soát cho cái phần thu, à, cho nên là bị mắc phải một vài cái lỗi nó hơi bị uh, khó chịu. đây, à, chẳng hạn như thế này. trong đó thì một lần nữa nằm đây nè à, à. À, Anh mà À thì mình thấy cái chữ mà nó hơi trễ nhịp đây à, Chữ anh cũng hơi hơi trễ luôn Rồi à, ok Trong cái trường hợp này á Đây mình sẽ cho các bạn nghe đồng. Đó à, Đây nó không thể nào tách rời được à, Nhưng mà Cái cách hát á Là đã bị tách rời Anh thấy ngay tần mắt Anh anh thấy ngay tận mắt anh mà chỗ đó nó phải là một hơi à, nó không thể nào là hai hơi được tự nhiên anh thấy ngay tận mắt à, anh mà tính kỳ đúng không à. <laughs> à. ok cái Thế chỗ mình tui này tới cuối cho các bạn coi một hơi. còn một cái nữa đó là cái nhịp để nó làm tư liệu ok rồi đây cái là kết quả nè cái nè bây giờ mở mấy cái kia lên lại nè đây là kết quả đừng nên cô chối anh thấy ngay tàn ma anh mà <laughs> đó kiểu vậy đó à, kiểu kiểu giống vậy đó tức là à, chỉ có Sona mới có thể xử lý trên từng cái bước sóng một đó, ghép từng bước sóng một cho các bạn đó, giống như cái bài hôm bữa mình livestream đó đó ghép trên từng bước sóng một ừ. Chỉ có Sona mới có thể là làm được những cái trò đó thôi, còn lại mấy cái khác chịu nổi đâu. À. <laughs> hmm. Sao vocal của bạn hát sai từ null nghe vang hay dữ vậy anh? Em thích chất âm này ghê mà không biết thiết bị... Thì anh nói rồi, thiết bị thu đó, N87C với lại cái sao cạc anh nói em đó, có vấn đề gì đâu. À, cái quan trọng là cái quan trọng là cái project à, cái quan trọng là cái cái của mình đó mình canh như thế nào thôi à, à, bus nó ra master master cũng out ra output một hai ý là mình muốn out thêm ra ba bốn out thêm ra bốn thì chọn out ra ba bốn cái này mình không theo dõi cho nên là không biết là bạn hỏi gì nữa giờ ta Ừ để out thêm được master sliding có bốn đường output nhưng cổng master nó out được có hai đường. Ồ, oh. xài link rồi, link thì 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 cái đó thì mình thua. Chưa hả bản thân mình là mình xài hiện tại á là mình đang xài mình đang xài là tổng cộng là có 32 đường output, à, 32 đường output thì mình vẫn out cùng một lúc ra 32 đường được mà. Đó, à, tức là ví dụ 1 2 3 4 5 6 gì đó mình muốn out ra cái nào đó mình out à. Đó. À à cái melody giống anh em không tải được cái melody giống anh thì hả ở trong khóa học của anh mới có ở trong này nè à, tại vì cái đó nó bản cũng cũ rồi bản cũ lắm rồi à, thì mà nói chung là cái đó anh thấy nó tối ưu về thao tác lắm cái thao tác rất là dễ đó à, tại nó nằm trong khóa học thì ở trong này anh cũng có hướng dẫn luôn nè ở trong này đây ờ à, đây cắt ghép chỉnh sửa trực tiếp sóng âm nè rồi melody toàn tập nè đó rồi làm bè giả nè làm vô cổ hát chồng nè rồi bắt đầu xuống rồi mix rồi revert rồi các thứ vân 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 à... từ từ để mình có cái à. à bài mới bài mới của châu khải phong anh đang mix đang mix thôi đó <laughs> tại vì ở trong khóa học có cái gì lâu lâu có cái gì mà hay hay mình cũng hay post hay up lên lớp mà chỉ ưu tiên cho mấy bạn trong khóa học thôi tại vì thực sự là mình muốn mình muốn thu hút được nhiều người truy cập ra vô trong cái trang web cho nên là mình sẽ dồn hết qua bên trang web còn bạn Sơn Nguyễn bạn nói là uh, thích chất âm thì chất âm đó thì N87C là cái tiếng nó như vậy đó. Uh, bạn kia cũng thu bằng N87C thôi. Uh, bạn đó là nhân viên mình đó. Uh, quan trọng là cái cách canh vật nó như thế nào mới ra được như vậy. Đó. Uh, cái uh, ở trong cái 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 uh, ở trong những cái download trong này á uh, là mình sẽ có sẵn cái project cho các bạn có sẵn cái project mẫu để cho các bạn moi ra các bạn nghiên cứu thì sẽ có rất là nhiều thứ ở trong đó để các bạn nghiên cứu và mình cũng muốn tạo sẵn những cái project để cho các bạn tiện hơn trong cái việc mà các bạn muốn tạo một cái track thu âm mới một cái dự án thu âm mới chẳng hạn rồi hả một cái bài mix mới đó, các bạn chỉ việc các bạn lót lên kịch cái rồi xong bỏ track vocal bỏ nhạc vô bắt đầu chỉnh 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 chỉnh, chỉnh là chút đỉnh đó, trong này mình có hướng dẫn chỉnh hết đó, để cho nó, nó dễ đó. À, tại vì mình hiểu một điều á là các bạn cần làm được trong cái khoảng thời gian ngắn đúng không các bạn cần phải làm hay trong khoảng thời gian ngắn mà trong khoảng thời gian ngắn thì làm sao các bạn làm hay được chắc chắn là khó lắm thiệt à, tất cả những cái kiến thức mình đã hướng dẫn hết từ trên xuống dưới mình có hướng dẫn nhưng mà để các bạn nắm được những cái kiến thức đó một cách trọn vẹn á, thì mình nói thiệt là chắc cũng phải mất một khoảng thời gian dài ba năm <laughs> một hai năm là ít đó để các bạn có thể nắm được hết một trăm phần trăm tất cả những kiến thức ở trong này đó. Thì bây giờ không lẽ mấy bạn chờ được tới đó sao? Không có đâu, mấy bạn sẽ không chờ được tới đó đâu. Cho nên là mình mới phải làm sẵn cho các bạn những cái project đó, để các bạn xài được liền. Đó, để các bạn có thể ờ, uh, bạn cảm nhận được cái sự khác nhau giữa cái này và cái kia. Đó, giữa cái mình làm và những cái mà bạn mò mẫm từ trước tới giờ. đó Rồi bạn cứ mở bạn cứ mở những cái uh, ở trong cái project của mình á, uh, Cứ mở ra đi, mở ra mà coi. Mình khuyến khích mở nữa, mình khuyến khích lưỡi bạn nên mở ra xem. Các bạn mở ra mấy bạn ha, uh, ờ uh, mò mẫm trong đó có rất là nhiều cái hay đó rồi bạn sẽ hiểu được là là, là nó như thế nào à, phòng thu tiếng đạt đây em phòng thu việt com ha phòng thu việt com em cứ vào thẳng trong đó à, phòng thu việt com à, em vào trong đó là em sẽ thấy thôi đó cái cái những cái project á project mẫu là bài của ca sĩ anh đã nghe cái project mẫu bài của ca sĩ á thì Tao nó cũng chỉ chang như cái project trống của anh thôi. Anh làm sẵn những cái project trắng và những cái track template á, cái track template tức là một cái track mẫu nó gồm có đầy đủ hết trong đó đó. đó ví dụ như mà em muốn mix á, em chỉ việc em quăng cái track template vô một cái rồi xong. Đó. À. <laughs> project mẫu là bài của ca sĩ châu, trong... cái bài của ca sĩ. <laughs> anh 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 uh... bài của ca sĩ thì cũng có như đó hả? Thề luôn, à, anh làm có nhiêu đó hả? anh từ xưa tới giờ anh nói thiệt luôn á mình nói thiệt với các bạn á từ xưa tới giờ mình miss tiếng ca á chưa có một cái trắc tiếng ca nào mà mình để quá năm plugin thiệt luôn chưa có một cái trắc tiếng ca nào mà mình nhét quá năm cái plugin trong đó bởi vì nhét nhiều vô làm gì nhét nhiều vô ha hả nó cũng không có giải quyết được vấn đề hết trơn á cứ hả mỗi cái plugin một cái chức năng thế thôi là xong á à, à, còn hả bạn mà nhét nhiều vô trong đó chẳng hạn như hai cái com hai com để làm gì bạn nén chi hai lần Đó à, không ổn đâu <laughs> project mẫu sona mở được không project mẫu của sona có riêng và project mẫu của ben có riêng đó hai cái đó là xài riêng hết bởi vì hả ở bên ben có nhiều cái nó hay lắm không thể nào mà xài mấy cái cùi cùi ở bên sona được bởi vì hả sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng cái ben để mix để mix cái cuối cùng cái thằng sona nó chỉ hỗ trợ tốt nhất cho cái việc mà edit thôi edit cái giọng hát thôi edit sống các thứ ok sona là tuyệt vời luôn á À, <laughs> à, thì cái 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 um, cái, cái, uh, sona là mình chỉ dùng để edit và mình uh, mix it. thì mình bỏ hết qua bên lab, bên, bên lab. ở bên bên lab có nhiều cái plugin cực kỳ hay ừ. và nếu mà các bạn uh, nhìn vô cái project của mình các bạn sẽ thấy nó gọn cực kỳ nó không có gì trong đó chưa nhưng mà cứ bỏ tiếng ca vô thử đi rồi biết đó mình đang làm cái uh, bài giảng uh, cho cái bài cuối cùng nè à, cái bài canh rồi với lại cái bài uh, làm mastering cuối nè đó mình xài đúng cái project đó luôn ừ. nói chung là tất cả những cái gì mình sử dụng ở trong bài học á mình đều share cho mấy bạn hết chứ hả mình giấu làm gì cái bạn đã đó đã đóng tiền tốn tiền vô học rồi mà còn giấu ngày nữa thôi chết à giang hồ coi anh ra gì nữa em <laughs> đâu rồi ờ à... À, thì đấy à. Đó mấy bạn có muốn tham khảo thì các bạn cứ vô trong này. Đó, những cái mà những cái bài mà mình à, sử dụng ở trong này. Đây hết Duyên tình tang của Châu Khải Phong nè, rồi à, ngày này năm ước năm trước của Lưu Dương Hùng nè. Có mấy bài nữa bài của Trường Vũ nữa, à, mình chưa có để lên trên này. Bài của Trường Vũ rồi các thứ nữa, mình cũng sử dụng ở trong cái cái mà, những cái bài giảng luôn. Đó. Project Master hả? Project Master là sao? <laughs> Khổ ghê tất cả đều có nha tất cả đều có ừ ừ à bên khóa học hả ghi ngày hả à những cái này á là những cái này là cái ngày dự kiến những cái này là cái ngày dự kiến à, cho cái phần này à, những cái ngày dự kiến cho phần này à, chẳng hạn như bạn học cái bài này đúng không thì mình dự kiến cho bạn là ba ngày à, à, nói chung là mình dự kiến cho các bạn đó là một cái thời gian à, dự kiến thôi à nếu mà các bạn từ lúc mà các bạn học cho tới lúc mà các bạn hiểu được hết á thì hả nó sẽ nằm ở trong cái khoảng đó là ok là, là là mấy bạn chăm chú mấy bạn học còn nếu nếu mà quá thì thì thôi <laughs> các bạn cũng cũng phải hả, học từ từ thôi cho nó hiểu hết rồi chứ sao đâu à, cái cái khóa học này á thì hả các bạn sẽ các bạn sẽ học ở trong cái khoảng thời gian là 6 tháng đó. À, bắt buộc trong khoảng thời gian 6 tháng các bạn phải tốt nghiệp và các bạn phải làm được việc nếu mà không làm được việc thì hả mình sẽ nói chuyện riêng với các bạn <laughs> tại vì nếu như bạn nào mà chưa học xong á mà bị hết cái 6 tháng này á ok lúc đó là mình sẽ phải làm việc tặng với bạn đó tại vì bạn không thể nào mà bạn học một cái cách như vậy được mình nói thiệt à, mình giới hạn cái khoảng thời gian 6 tháng ở trong cái khóa học này là để giới hạn để hả để cho các bạn có các bạn chịu khó các bạn học chứ không phải các bạn bỏ tiền vô để rồi hả các bạn các bạn bỏ tiền vô để đó để đó làm gì đó, phải học bỏ tiền vô rồi phải học chứ hả không thì nó phí đó mà rồi thí dụ như bạn học bài này rồi hàng tháng sau bạn học bài thứ hai vậy bạn cũng không có nắm được gì hết trơn á cái đó là cái bắt buộc đó. bạn học thì bạn phải chịu khó xíu đó. mỗi ngày bạn dành cho nó chừng nửa tiếng hồ thôi là ok liền mình hứa luôn đó À, khi mà đổi phần mềm để chuyển edit mình không hiểu lắm. À. <laughs> Còn cái project master của phòng thu tiếng đạt hỏi á thì tất cả các project đều phải có master bus chứ. Đó, à, thì ở master bus thì anh luôn luôn anh sử dụng anh sử dụng cái, cái 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 plugin để master chắc chắn rồi, chắc chắn là phải có plugin đó rồi. À. Rồi hả Rồi rồi cái mà cái um, cái mà dùng để uh, mix cái cuối cùng uh, ở bên bay lab uh, cái project bên đó đó thì hả uh, bản thân ở trong cái cái bài giảng của mình uh, đã có hướng dẫn về master rồi uh, và cách master như thế nào vân vân các thứ mình đều hướng dẫn cụ thể chi tiết uh, không có thiếu cái gì hết bạn khỏi lo nói chung là vô trong này là ok vô trong này là hả uh, mình hứa với bạn luôn vậy mà không ra gì ok mình trả tiền lại cho khỏi lo Yên tâm. Là đây, à, Ngọc Cường. Ngọc Cường hỏi là khóa bao nhiêu? Đây em, 3 triệu em. Ừ. À, hiện tại là đang có 53 bạn học. Uhm, tất cả mọi người đều đánh giá rất là cao. Uhm. Nói chung là uh, cái uh, có một số bạn thì cũng uh, chưa thực sự uh, làm ổn bởi vì bạn uh, bởi vì mấy bạn đó giống như là bị bỏ bỏ qua một số cái chi tiết quan trọng mà mình có nhắc nhở rồi không biết là mấy bạn đó có chú ý hay không mà mình mình hy vọng là mấy bạn nó sẽ chú ý vô những cái mình nhắc đó, những cái nào mà mình nói quan trọng là chắc chắn 100 trăm nó quan trọng không chạy đâu hết á kinh nghiệm của mình ở trong này là đầy rồi à, nhật quang hỏi là có hướng dẫn cubay năm 5. cubay năm thì ok, sắp tới sẽ có khóa về Cubay và Rotune và Studio One sẽ có luôn. Đó. Nhưng mà cái bấu chốt nhất á, nó vẫn là cái nguyên tắc. Và thực sự mà nói á, thì hả mấy cái đo kia, mấy cái Cubay uh, Studio One chỉ có Rotune là ok, là anh cảm thấy kết Rotune. Nhưng mà cái Rotune nó lại bị là cái edit của nó, edit sống của nó nó, nó, nó lại không có được như Sona. Đó, nó rất là khó trong cái phần mà edit sống, không có chịu lắm. À, không, anh không có anh không có tùy biến được cho nên là hả anh không có không, không xài được đó <laughs> à, tất cả những cái kiến thức ở trong này á nó đều là nó đều thuộc dạng về bí kíp hết rồi thiệt luôn á nó gần như là bí kíp hết rồi và một cái quy trình đầy đủ để mà mình để mà mình một cái quy trình đầy đủ để mà cho các bạn À, có thể làm ra được một cái sản phẩm giống như mình á, mình đều làm ở trong này hết, à, mình đều làm y chang hết, à, mình show hết cho mấy bạn, không có thiếu một cái chi tiết nào hết. Quan trọng nhất là cái 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 sự cảm nhận của các bạn về cái âm thanh về âm nhạc, à, các bạn phải cố gắng các bạn luyện nhiều kìa, các bạn mới đạt được cái mức như mình, mình nói thiệt. À, Sơ Nguyễn, à, bạn có thể lên thẳng trang phòng thu việt.com nè, đó, bạn lên thẳng trên này, bạn bấm đăng ký tập và nó sẽ dẫn bạn qua cái trang thanh toán, à, bạn có thể à, tùy chọn các cái kiểu thanh toán trong đó. À, có trả góp luôn nha <laughs> trả góp mà qua thẻ tín dụng tức là mấy bạn phải có cái thẻ credit card á xài trước nhưng mà trả sau á đó, đó, thì bạn sẽ thanh toán trả góp được đó, những cái đơn hàng mà trên ba từ 3 triệu trở lên á đó, đó, bạn sẽ trả góp được hết ha nói chung là ở ngoài kia thì có nhiều người dạy á nói chung là mỗi người có một cái sở trường riêng mỗi bạn sẽ có một cái sở trường về chuyên môn riêng bạn sẽ có một cái cách dạy riêng nhưng mà cái cách dạy của mình á thì nói chung là mình muốn sao cho mấy bạn hả làm được nhanh nhất là được vậy thôi còn về những cái kiến thức chuyên môn sâu hơn ở trong này mấy bạn từ từ mấy bạn cảm nhận mấy bạn cứ việc ghi chép lại rồi xong sau một cái quá trình mà mình làm á rồi mình bắt đầu mình cảm nhận khi mà các bạn thẩm thấu được á thì hả ok các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được nói chung là cái gì cũng phải cần có một cái thời gian để thẩm thấu cái gì cũng vậy hết á đó. đó à mua micro hả ok mua micro thì em cũng lên trang phòng thu việt com luôn ha đó đúng rồi mua micro thì hả bạn sẽ được tặng kèm cái khóa học đó và kèm luôn một cái usb cái usb đây để cài phần mềm hát live stream à đây một cái usb ừ. một cái usb chứa một cái bộ cài đặt chạy tự động đó chỉ việc là mở máy tính lên bấm bật cái rồi ok để yên cho nó chạy rồi nó sẽ chạy tự động hết từ đầu tới đuôi ở trong này có kèm luôn một cái video để để hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái, cái 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 cái, phần mềm trong này và sử dụng cái project ở trong này cách làm sao để cho các bạn load lên như thế nào thế nào đó ở trong này mình có hướng dẫn mình có hướng dẫn hết à. rồi bây giờ gần mười rưỡi rồi cũng mệt rồi đói bụng rồi chắc phải kiếm gì ăn quá À, thì hả nói chung là mình rất là cảm ơn tất cả các bạn rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình vào những cái thời điểm mà nó cam go <laughs> thực sự là hả một một cái sự ủng hộ của một bạn thôi trong số các bạn thôi mình nhìn thấy được là nó là một cái động lực cực kỳ lớn luôn mình mình nói thiệt nó là một cái động lực lớn lắm luôn á mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, nó khó tả lắm, thực sự khó tả. À, à bạn Nguyễn Quốc Tuấn nói là mở Nuendo, cha, xài Nuendo thì cũng hơi căng á, tại Nuendo nó thiên hình như là thiên về dựng phim lồng tiếng phim hơn. À, Nuendo mở lên thì âm thanh nó bị chậm hả? Bị chậm là do cái buffer á, cái buffer có thể là mình đang để cái buffer nó nó lớn quá. À. Thì tất nhiên rồi khi mà hả mình sử dụng qua cái đó qua nói chung là sử dụng qua những cái phần mềm này nó kia à, thì lúc đó nó sẽ kéo cái uh, cái buffer à, nó nó chậm xuống ok à, văn nhật nguyễn ca Ok hello em cảm ơn em thôi mệt rồi nghỉ ngơi thôi mười mấy rồi à, để coi coi ngày mai ngày mốt gì đó hả có gì hay ho cái hả mình uh, viết một bài trước à. mình viết một bài ở trên uh, facebook à, với lại youtube trước ha à, mình viết một bài trước rồi cái uh, <laughs> rồi xong cái mình uh, bắt đầu uh, lên uh, live stream chia sẻ với bạn à đầy đủ cả mix nhạc cụ hả ok hiện tại á là ở trong này á ở trong cái khóa này á là anh chưa có cái bài về mix nhạc cụ ok nhưng mà em nói thì anh sẽ lưu ý à, có thể là anh sẽ thêm một cái video hướng dẫn cho các bạn mix nhạc cụ nữa nhưng mà cái mix nhạc cụ á mình có làm những cái video free trên YouTube á. Ok mình sẽ kéo hết qua bên này. Đó. mình sẽ tổng hợp hết bên này cho mấy bạn xem. Đó. <laughs> Yên tâm. À, ngày mai, ngày mai các bạn vào ở trong cái khóa học này các bạn sẽ được xem hết tất cả những cái bài dạy miễn phí của mình. Đó. Trong khóa học này luôn. Đó. sẽ có bài dạy miễn phí và bài dạy trả phí ha. Phải không? Mình hứa với bạn là ngày mai sẽ có. Đó. tối mai mấy bạn vô là sẽ có. Có mix nhạc cụ luôn, có đầy đủ hết. Đó. Nhưng mà nếu mà muốn học được chi tiết hơn á thì bạn sẽ cần phải à, trả phí à, để bạn có thể học được chi tiết và chuyên sâu hơn ừ. thì nói chung là cái gì nó cũng phải có cái giá của nó <laughs> à, còn lại những cái bài mà mình hướng dẫn á thì sẽ dành cho những cái bạn mà đã có kiến thức rồi á, có cái nền tảng tốt rồi á. chắc chắn những bạn đã có một chút nền tảng rồi á xem những cái video miễn phí của mình á sẽ tiến bộ rất là nhanh mình hứa luôn ừ ồ oh, vậy hả? OK rồi, cảm ơn Đỗ Nhất Phong, cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn rất là nhiều. Rồi. OK cảm ơn Đỗ Nhất Phong, rồi Văn Nhật Nguyễn cảm ơn bạn, rồi OK thôi, chào tất cả các bạn ha, à, chúc các bạn ngủ ngon và ngày thứ tư à, và giữa tuần vui vẻ. <laughs> rồi chào tất cả mọi người, bye bye, bye bye, hẹn gặp lại.